tôi đứng ra với chất. Ác thiệt, đọc cái comment xong em đớ luôn. Xin thông tin 3 vòng của nữ cầu thủ mà bình luận viên không cung cấp được, thua luôn rồi. Đọc xong comment này là đớ luôn rồi đó. Thôi, set thi đấu đơn 15 điểm duy nhất. Chúng ta cùng tập trung trong cho set đấu này. Một set đấu không dễ mà có thể xem. Một trận đấu giữa Sanchez và Philip Costa. Đúng hơn thì là chỉ một set thôi, không phải là một trận. Chứ đánh một trận thì sẽ còn hay hơn nữa. Một điểm duy nhất cho Dani Sanchez trong cuộc đánh đầy ba rồi, cũng như là trong lượt cơ đầu tiên của mình. Xin chào anh Tiên Decoration nha. Xin chào anh Thịnh Trâm Hương. Đến lượt của Costa thực hiện một cú gãy. Gãy làm sao đây? Đây chính xác là một cú gãy ghi điểm cho tay cờ của Phoenix. Như vậy thì với lượt cơ đầu tiên của mình, Costas đang là người có lợi thế hơn. Bi này nếu như với cái cách bắt tia của Costas thì Costas đang hướng đến một cú gãy tiếp. Một cú đánh chạm ngắn và gãy. Thêm một cú gãy ghi điểm nữa dành cho tay cờ của Phượng Hoàng. Costas đang có duyên với những cú đánh như là những cú gãy này. Liên tục là những cú gãy ghi điểm. Gãy kiểu nào cũng có điểm. Bi này thì hết gãy rồi, bi này thì sẽ là một cú đánh ba băng lớn. Những cái góc trúng là cũng tương đối lớn. Costas thì làm sao mà có thể bỏ những hình bi có thể nói là ngon nghẻ như thế. Điểm thứ tư trong lượt cờ đầu tiên của tay cờ người Hy Lạp mà thôi. Costas liệu có thể đi cho mình một cái series nào dài dài luôn không? Bốn rồi. Lỡ 4 rồi mình đi cái series luôn. Hình bi là vẫn còn nguyên, vẫn còn đẹp. Ba băng con sao? Không quýnh ba băng con, quýnh 5 băng luôn. Hay quá Costas. Quýnh cái đường mà bao lô quá. Quýnh cái đường mà thầu quá thầu. Nhưng mà Kaye thì cũng mém mém nha. Xíu nữa là u cái đầu rồi. Xin chào anh Danh nha. Ủa, hôm nay là sinh nhật của anh Quốc hả ta? Nếu mà là sinh nhật của anh Quốc thì xíu nữa xong set bài em chúc luôn. Quốc nguyện đánh trận sau á. Ba vòng của bé Kim khác nữa.
đó là một cú đánh mà Sanchez hướng đến nhồi nhưng mà vô mặt bi thì quá mỏng. Sanchez cứ buông ra thì Costa tiếp tục lại là ghi điểm. Sanchez quánh quánh chi bị nhồi không được, xong Costa xử lý chi bị mà phải nói là cũng rất là dễ dư dễ tu, nhưng đó là một cú đánh chính xác để ghi điểm. Hello anh Khánh nha. Như vậy thì với hành vi này thì có sát sẽ không hướng đến cho mình là một cú năm nữa. Lần này thì ba băng con, chính xác là ba băng con rồi, ba băng con quá hay cho Philip Costa. Costa đánh gì mà chắc tay dữ ta. Có hình là có điểm cho Costa. Sao thấy nguy hiểm cho Sanchez quá vậy ta. Có hình là có điểm. Nhưng mà đâu chỉ là lượt cơ đơn điểm của Costa đâu. Vẫn còn nguyên cái hình. Bi này thì không đá luôn rồi. Thấy nó vậy đó chứ nó không có đá. Chơi bị đỏ tách vô băng dài cái nó đi mất tiêu rồi. Nó vô băng dài xong rồi nó đi mất tiêu sao đá, nhưng mà trúng không. Điểm thứ tư cho Costa. Bi vẫn còn đang rất thoáng cho Costa với một cú gãy. Một cảm giác Bi đang là quá tuyệt vời cho Costa. Tới cơn Hy Lạp đang có một phong độ cao trong set đấu thứ ba trước Daniel Sanchez. Liên tục là có những hình bi cho Costa ghi điểm và Costa cũng biết cách tận dụng được cơ hội. Đây tiếp tục là một cú ba băng. Nhưng mà ba băng cũng là một cú ba băng cha đó nha. Đã có sai số. Với kia thấy thiếu nhưng mà cũng không dám nói vội. Nhưng thiếu thiệt. Mỗi lượt cơ 5 điểm. Lượt 1 5 điểm, lượt 2 5 điểm, hai lượt 10 điểm. Quá ác. Backside có vẻ như sẽ là zero. Hay là sao đây? Như vậy thì chính xác là zero. Có điểm cho Sanchez.
Sanchez băng sốt. Không có hai đỉnh cho Sanchez. Trời, thật sự là quá bạc đãi với Sanchez. Khi mà Sanchez hướng đến cho mình một cú băng sót vào được bất bì, nhưng điểm thì không có. Quá bất công. Vô được mặt bì rồi nhưng mà ông bì là không cho điểm. Costa tiếp tục là đang đứng trước một cơ hội có điểm nữa với một cú năm bằng, nhưng đỏ đá không, đỏ có đá, đỏ đá và không có điểm cho tay cờ của bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi là Sanchez có thể phản công được hay không. Sanchez quyết định hướng đến một cú đánh đè ba băng rồi, nhưng mà có vẻ như sẽ là một cú đầy ghét. Đúng là đầy ghét rồi. Chạm trái mục tiêu với một băng mà thôi. Costa Bentamel. Chúng ta đang ở xếp đấu thứ ba và đang là lượt cờ thứ tư. Lượt cờ thứ tư của Philip Costa. Và với tình huống bên này thì Costa đã Bentamel, đây là lượt thứ ba của Phượng Hoàng. Bên này thì né đá có vẻ như là không khó với Costa rồi. Nhưng điểm thì sao? Quá chính xác cho thực cơ người Hy Lạp. Với cái góc như vừa rồi thì né đá không phải là vấn đề, nó quá khó. Nhưng với cái góc này thì nó chỉ dễ dư dễ thiếu thôi. Một cái góc mà nếu như trò chơi bi nó ngang quá thì nó dễ bị thiếu lên mặt trên. Còn nếu như đánh suông bi quá nó dễ tù. Nó chỉ khó ở cái chỗ mà điểm trúng á. Nhưng mà Costas thì làm điều này quá hay. Thêm một cơ hội nữa cho Costas. Đó là cú kéo ba bằng chính xác cho thủ cờ của Philip. Sanchez thật sự là đang phải chịu trận ở trong set đấu này trước tay cờ của Phương Hoàng. Khi mà Sanchez mới đang có 3 điểm, còn Costa thì đi hai cái series liên 5 liên tục. Không biết năm kết thúc luôn hay không đây nữa chứ. Ây, lọn rồi. Chỉ có 2 điểm cho Costa mà thôi.
chạy bị này mà trúng nữa thì có khi là cái năm luôn chừng, nhưng mà tiếc quá lòn. Đến với cơ hội cho Sanchez, Sanchez chưa giật, Sanchez vẫn xử lý rất tốt một hành vi cơ hội của mình. Với những lão tướng và với những tay cơ có bề dày kinh nghiệm như là Sanchez thì để mà giật thì thật sự là cũng hiếm thấy. Nhiều khi có đó nhưng mà họ cũng cố tỏ ra là không có gì để có thể thực hiện những điểm số một cách chính xác. Bi này có thể đảo không? Đảo đỏ dài dài ngắn á. Đúng, thực sự là một cú đảo đỏ dài dài ngắn rồi. Điểm thứ ba cho Dani Sanchez. Mới hỏi thôi, Sanchez chưa kịp trả lời nữa, Sanchez quấn luôn rồi. Sanchez làm cái năm rồi, cái sáu cho Sanchez luôn. Sanchez đang phản công, coi là Sanchez đi được cái bao nhiêu đây. Làm cái sáu rồi, với cái sáu này thì cách biệt chỉ còn có 3 điểm nữa thôi. Vẫn còn hình bi cho Sanchez hướng đến điểm số thứ bảy, một cú kẹp nách cho Sanchez. Một cú kẹp nách mang về điểm thành công. Nguy hiểm cho Costa nếu như Sanchez vẫn có thể tiếp tục ghi điểm. Với Costa thì series cao nhất trong set này là cái 5 này.
Nhưng mà với Sanchez thì bây giờ đang đi cái 8 rồi, cách biệt còn một điểm nữa mà thôi. Nếu như mà còn điểm nữa thì Sanchez sẽ có thể khóa lấp tất cả những gì về mặt cách biệt điểm số của Costa tạo ra từ đầu set đấu. Chính xác để 12 đều cho tay cờ người Tây Ban Nha. Đang là một lượt cờ 9 điểm để Sempoi 12 đều. Đang đi series nhưng nhưng với cú ba băng con vừa rồi thì Sanchez đã xử lý không tốt. Một tình huống xử lý không tốt liệu là có trả giá hay không khi mà vừa có một series hay, đang hay, nhưng chơi bì vừa rồi thì làm cho chúng ta lại quay mũi lo lắng về cho Sanchez. Để xem là Philippe Gostad có thể ghi điểm được với tình huống Bentamao lần này hay không. Lượt Bentamao lần thứ tư rồi. Mới chỉ đang ở set đấu thứ ba nhưng Phượng Hoàng họ đã bên lần thứ tư. Như vậy thì Gostad hướng đến một cú cúp đỏ. Có điểm cho Gostad. Bi ra thuận chưa đây. Sanchez đi cái series là cũng hay nhưng mà ba băng con có khi là đánh mất cơ hội cho Sanchez luôn. Có start. Hay quá rồi, có start ơi, điểm set point cho Philippe Costa. Chà, Sanchez hụt con trái bi, phải nói là tai hại luôn. Một trái bi mà trong khả năng cũng như là không, đối với trình độ của Sanchez thì trái bi đó thật sự là không khó. Và Costa thì đang hướng đến một cú đánh 2 điểm để kết thúc set đấu thứ ba. 2 điểm thành công cho Costa và 2-1 cho Phoenix. Costa cũng rất biết cách tận dụng được cơ hội cũng như là tận dụng được sai lầm của đối thủ. Một tình huống mà Sanchez không có điểm với một tình huống không ai ngờ đến. Sanchez bỏ lỡ một cơ hội 10-10 để có thể giành chiến thắng. Một chiến thắng lội ngược dòng trong set đấu thứ ba. Nhưng cuối cùng thì chỉ sơ hở ra đúng một lượt một. Bỏ đúng một hình một. Và Sanchez trả giá và sẽ thua ở set đấu thứ ba. Quá hay cho Costa. Và chúng ta cùng nghỉ một chút để trước khi đến với set đấu thứ tư.